Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Quyên đang có mặt trước trường mầm non Hướng Dương thuộc thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay thì Quyên có lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 tại đây, cho nên là bây giờ Quyên sẽ đi vào bên trong để làm thủ tục. Và xin mời các bạn cùng đi theo Quyên nha. Đi cùng với Quyên hôm nay thì còn có ba mẹ và em gái của Quyên nữa, nhưng mà mọi người đã vào bên trong trước rồi. Giờ chiều thôi mà mọi người đã tập trung khá là đông rồi. Và nếu như mà bạn nào đã đi tiêm mũi 1 rồi thì chắc hẳn là các bạn đã biết là mình cần phải điền vào những cái giấy tờ gì rồi, đúng không? Nói chung là có 4 tờ giấy. Thứ nhất là giấy mời nè, thứ hai là phụ lục, thứ ba là giấy đồng ý tiêm, và thứ tư đó là giấy xác nhận đã tiêm. Thì trong những cái tờ giấy này thì các bạn chỉ cần ký tên vào cái tờ giấy đồng ý tiêm thôi. Và sau khi mà đã tiêm xong rồi thì các bạn nhớ giữ lại cái tờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 ha. Bởi vì mỗi khi mà các bạn muốn qua chốt hoặc là muốn đi qua tỉnh khác thì bắt buộc phải có cái tờ giấy này ha. Cho nên nó rất là quan trọng, nhớ giữ kỹ đừng có để mất nha. Ba Quyên thì đang lên nộp giấy cho cả nhà. Và giờ thì chúng ta chỉ cần ngồi đợi gọi tên thôi. Nhưng mà tình hình này Quyên thấy là chắc đợi hơi bị lâu rồi đó. A few minutes later. Sau một hồi ngồi đợi thì Quyên cảm thấy rất chi là ngột ngạt luôn. Trời ấy thì nóng, người dân tập trung thì ngày một đông. Mà kiểu như mọi người quên cái việc là mình phải giữ khoảng cách an toàn với nhau á. Nếu mà lỡ như trong đây có một F0 thì ngày mai xác định luôn. Bây giờ thì Quyên đã di chuyển ra phía ngoài sân rồi nè. Trời hôm nay thì không có được đẹp cho lắm. Trời âm u, mây thì xám xịt à. Hình như là yêu quái sắp tới rồi các bạn. Ngôi trường này thì nằm phía trước điện lực Bắc Bình và nằm sau trung tâm văn hóa huyện. Lúc mà tiêm mũi đầu tiên thì Quyên tiêm ở trung tâm văn hóa huyện. Nhưng mà bây giờ hiện tại cái chỗ đó thì người ta đang sử dụng để làm khu cách ly tập trung rồi á. Lần trước Quyên đi tiêm thì không có đông và mất kiểm soát như lần này đâu. Mà nói chung thì cũng dễ hiểu thôi. Tại vì lúc đó là chỗ Quyên đang là vùng xanh, còn bây giờ thì nó đỏ lè đỏ lét luôn rồi. Mà chỉ trong tích tắc có vài ngày thôi, cho nên là tâm lý ai cũng cảm thấy rất là hoang mang và kiểu ai cũng muốn được chích vaccine sớm để cảm thấy an tâm hơn á. Xung quanh đây thì Quyên thấy là có trồng rất là nhiều hoa và cây xanh. Ngoài ra thì còn có bố trí một vài trò chơi cho các bé nữa. Nãy giờ mà không có ai á là Quyên đã tới đó chơi rồi. Có bạn nào treo cái áo trên cây luôn kìa. Khuôn viên trường thì được trang trí với rất là nhiều màu sắc bắt mắt, kiểu cute for my way á các bạn. Chà, ước gì mà mình được bé lại vậy. Bên kia thì có một vài anh mặc áo xanh đang đứng. Quyên thấy là có một số người họ đã tản ra ngoài phía này rồi nè. Phía trong kia thì có một vài người nước ngoài. Có lẽ là họ đang công tác tại Việt Nam và cũng đang đợi để được tiêm vaccine. Hình như là người ta đang thông báo cái gì kìa. Danh sách cho mình, cái người nào lập danh sách cho mình lúc đầu tiên tiêm thì mình hỏi những cái người mà đã lập danh sách rồi để cho người ta đưa lại giấy hồ sơ để cho mình tiêm. Còn lại á là ở đây là đã có danh sách, đã có hồ sơ, đã có giấy mời hết rồi, thì các anh chị á, người nào chưa có giấy mời tôi sẽ đọc lại.
À, có nghĩa là số lượng người có nhu cầu tiêm mũi 2 khá là nhiều, nhưng mà trong chiều nay thì chỉ còn đủ 200 mũi tiêm thôi. Cho nên là người ta chỉ sẽ ưu tiên cho những ai có giấy mời và đến sớm. Còn những người còn lại thì sẽ được dời sang tiêm một ngày khác. Tà Quyên cũng không biết là mình có được tiêm vào ngày hôm nay không nữa. Chợ Đầu, Phan Thiết Thành, Hải Ninh, Hồng Thái, 50 ca cộng đồng. Các anh chị đứng ở đây thì lây lan dịch rất là nhiều. 50 ca cộng đồng bây giờ các anh chị đứng ở đây, tụi tôi thì không tiêm nữa. Không có giãn cách được. Tình hình thì đang rất là tình hình luôn mọi người ơi. Hiện tại bây giờ là đã có phóng viên truyền hình tới đây quay phim rồi. Không có giãn cách được như gì thì chúng tôi sẽ lương chức. Không có giãn cách được nữa, lương chức luôn. Những ai có giấy mời chúng ta thực hiện giãn cách đi, còn ai không có giấy thì xin mời đi về. Giấy mời này đến tới hiện tại bây giờ là không nhận nữa. Ngày sáng ngày thứ bảy chúng tôi sẽ tiếp tục. Giờ thì người ta đã bắt đầu tiêm rồi đó các bạn. Ủa chú lập cùng lúc với con mà giờ chưa tới tên đâu. Ủa chú kỳ vậy? Chắc nãy giờ sắp qua sắp lại rồi, thấy lộn vị trí hết rồi. Nộp hồ sơ cùng lúc luôn mà cả nhà Nguyên Hải cũng được gọi tên hết rồi. Giờ còn sót lại mình Nguyên ngồi đây thôi á các bạn. Có khi nào xù đến nỗi bị giờ lịch sang ông khác không ta? Một quá cuối cùng thì Nguyên cũng được gọi tên rồi. Nguyên vừa mới khám sàng lọc xong, bây giờ thì đang đứng đợi để được tiêm nè. Bên này thì có hai bàn tiêm và sẽ có hai dãy ghế để cho mọi người ngồi đợi. Ba với em gái Nguyên cũng đang ngồi đợi kìa. Cô này tiêm xong là tới lượt của Nguyên nè. Hình như là hôm nay Nguyên bước nhầm chân hay sao á các bạn ạ. Tới lượt tiêm của Nguyên tự nhiên cái hết ống thuốc. Lại phải ngồi đợi một đuổi thật là lâu luôn. Chưa chết đâu, đóng dấu xong rồi đi chết đó. Ủa, không có, chết xong rồi đóng dấu cô à. Nhưng mà cuối cùng thì Nguyên cũng đã được tiêm xong rồi. Và bây giờ Nguyên đang cầm trên tay cái tờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 của mình. Có một vài người tiêm xong thì họ cũng đã về trước rồi, cho nên ở ngoài này bây giờ cũng đã vắng hơn rồi nè. Tiêm này nó lớn quá, chảy máu rồi. Ủa, chảy máu. Ông, máu nhiều quá chú à. Con đâu có máu đâu, khô máu nên đâu có chảy máu nổi. Nhưng mà tiêm vaccine xong rồi thì chúng ta cũng đừng có nên chủ quan, vẫn phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K nha. Nguyên chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và bình an, mong rằng là chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.